Annyeonghaseyo, chào mừng bạn đã quay trở lại với chị Kính Đố Vui nha. Hôm nay sẽ là một chiếc video đặc biệt vì idol được nhắc đến không phải là các idol Việt Nam nữa, mà đó là Blackpink, được rất nhiều các bạn yêu cầu làm về nhóm nhạc nổi tiếng này, mà chị Kính thì lại được cái là chiều fan. Thế nên chúng mình sẽ cùng nhau khám phá về nhóm nhạc Blackpink ngay bây giờ nhé. Let's go! Câu 1. Nhóm nhạc Blackpink thuộc công ty nào? Thuộc công ty YG Entertainment, một công ty giải trí của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1996. Đây là ngôi nhà chung của rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như là Big Bang, 2NE1, Winner. Câu 2. Là fan của Blackpink bấy lâu, nhưng bạn có biết nhóm nhạc này được thành lập từ năm nào hay không? Được thành lập và ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2016, Blackpink nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales. Câu 3. Nhóm nhạc Blackpink có bao nhiêu thành viên? Blackpink có 5 thành viên, 4 thành viên nha các bạn, lần lượt là Lisa, Jisoo, Jennie và Rose. Vậy trong 4 thành viên thì ai là người có tầm ảnh hưởng nhất? Lisa là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng lại là thành viên có tầm ảnh hưởng và có lượng fan theo dõi khủng nhất cho đến thời điểm hiện nay của nhóm. Không chỉ thu hút về gương mặt vẻ đẹp cuốn hút mà Lisa còn thu hút nhiều người và những nhãn hiệu thời trang với phong cách thời trang đa dạng, nổi bật, cực kỳ độc đáo. Câu 5. Ai là người nhiều tuổi nhất trong nhóm Blackpink, Jisoo hay là Jennie? Jisoo có tên đầy đủ là Kim Jisoo, cô là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Blackpink. Kim Jisoo sinh năm 1995, cô là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng hiện nay. Cũng giống như những thành viên khác trong nhóm, thì vẻ đẹp của Kim Jisoo được xếp vào danh sách vẻ đẹp sang trọng và phong cách trong ngành giải trí Hàn Quốc. Câu 6. Rose và Jennie, ai là giọng ca chính của nhóm nhạc K-pop Blackpink? Chính của nhóm Blackpink chính là Rose. Cô sinh tại New Zealand và lớn lên tại Úc. Vốn dĩ gia đình Rose là người Hàn Quốc di cư sang New Zealand. Rose đã tham gia buổi thử giọng ở công ty YG Entertainment và sau đó được ký hợp đồng hợp tác cùng công ty, trở thành thực tập sinh trong 4 năm. Cho đến tháng 8 năm 2016 thì được ra mắt với tư cách là một thành viên giọng ca chính trong nhóm nhạc Blackpink. Câu 7. Jennie thuộc cung hoàng đạo nào? Có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996, thuộc cung Market, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Nhưng Jennie lại được học tập ở New Zealand từ năm mới 8 tuổi và học tập tại đó được 5 năm thì mới quay trở lại Hàn Quốc. Cho đến năm 2016 thì Jennie được xuất hiện với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Blackpink hiện tại. Câu 8. Trong số 4 thành viên của Blackpink, ai không phải là người Hàn Quốc? Thực chất không phải là người Hàn Quốc, cô là người gốc Thái Lan, có tên là Brenbisa Manobo. Cô sinh năm 1997 tại tỉnh Buriram, Thái Lan. Sau đó cô đổi tên thành Lalisa, có nghĩa là sự ca tụng, theo lời khuyên của một người thầy bói để mang lại sự thịnh vượng. Cô là người Thái Lan và là người con duy nhất trong gia đình có mẹ là người Thái Lan và bố dượng là người Thụy Sĩ. Câu 9. Lisa thuộc cung hoàng đạo nào? Lisa sinh ngày 27 tháng 3 và thuộc cung Bạch Dương. Cô rất tinh nghịch, phóng khoáng và vui vẻ. Không chỉ vậy, Lisa còn rất quyết đoán và có trách nhiệm trong công việc. Bạn có phải là fan của Lisa không? Nếu ai là fan của Lisa thì bình luận ngay nha! Câu 10. Rose và Jisoo, ai có cùng cung hoàng đạo với Jennie?
mùng 3 tháng 1 và cùng cùng market với Jennie. Còn Rose thì có sinh nhật vào ngày 11 tháng 2 năm 1997 thuộc cung Bảo Bình. Rose được đánh giá là sự hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách. Nếu bạn là fan của Rose thì ngại gì mà không nhấn like video cho cô gái có tính cách thiên thần này nhở. Câu 11. Trong số 4 thành viên, ai là người có nhiều follow nhất trên Instagram? Trong số 4 thành viên của Blackpink thì có đến 2 người đứng đầu top những tài khoản Instagram nhiều follow nhất Hàn Quốc. Đứng đầu là Lisa với hơn 80 triệu follower và top 2 chính là Jennie với hơn 60 triệu follower. Câu 12. Bài hát nào của nhóm nhạc Blackpink có nhiều lượt xem nhất? Có lượt xem cao nhất của nhóm nhạc Blackpink là Doo 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 với hơn 1,9 tỷ lượt xem. Nhưng bài hát thành công nhất của Blackpink có lẽ phải kể tên đến How Do You Like That. Đây là video âm nhạc đạt 5 kỷ lục Guinness Thế Giới về video âm nhạc được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ. Câu 13. Lisa và Rose, ai xinh hơn? Thành viên nổi bật của nhóm Lisa và Rose đều có một nhan sắc được đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ vậy, đây cũng là hai ca sĩ solo sở hữu ca khúc hay nhất năm 2021. Lisa và Rose cũng được đưa lên bàn cân về sắc đẹp và quán quân trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới thuộc về Lisa. Câu 14. Big Bang và Blackpink, nhóm thằng nào có MV K-pop đạt 1 tỷ lượt xem đầu tiên tại Hàn Quốc? Wow, dù là đàn em nhưng mà Blackpink chính là nhóm nhạc đạt 1 tỷ lượt xem đầu tiên tại Hàn Quốc nha. Tháng 11 năm 2019, MV Doo 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 đã trở thành MV K-pop đầu tiên đạt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Bạn nào là fan của Blackpink thì bình luận nói thử xem bạn có tự hào về idol của mình không nào. Câu 15 là câu cuối cùng trong số 4 thành viên của Blackpink, ai là người cao nhất? Hiện mình là fan chân chính bằng cách bình luận tên thành viên cao nhất trong team đi nào. Lisa, Jennie, Rose hay Jisoo nhỉ? Bạn nào biết thì bình luận nha. Còn bạn nào không biết thì không phải là fan cứng rồi. Và video tiếp theo, bạn muốn chị Kính làm về idol nào nhở? Mikio, Nguyễn Văn Tài, Hero Team, Ba Phải hay là Gãy TV? Cùng bình luận để chị xem ai là người được bình chọn nhiều nhất nhé. Đừng quên like video và subscribe kênh chị Kính Đố Vui đấy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!